A few moments later. Đây là Ano truyền thống. Đây là Ano năm cánh. Đó. Công dụng đơn giản của Ano này chỉ là để cài thông hoàng. Nó cũng rất là dễ sử dụng và dễ làm. Ngoài ra thì có những loại Ano khác mà các bạn cũng biết tới. Có nhiều tên gọi những cái tính năng như thế này. Đây là Ano về nhân vật Ultraman của Nhật. Cái Ano này được phát hành tại sự kiện. Cầu bạn thế giới tại Nhật năm 2015. Cũng rất đẹp đúng không? Ngoài ra thì cái việc Ano bình thường hàng năm nó còn có thể là trở thành những cái cụ khá là đặc biệt trong cuộc sống. Khi mà bạn vẽ cái này ra sẽ là dùng người lên lót rồi hoặc là lót ly, lót đầu sẽ khi bạn lớn hơn và lót ly hơn thì nó rất là đẹp, rất là tích hợp với cái này. Make it look so we can get high, because I'm gone, I feel alive, anywhere, anyway, I will love you. We rule the world, just you and I. Just let me down, we walk the line. But now nothing's gone wrong, I'll take a shot for you. Give me love, give me love, never let you. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái Ano năm cánh. Nó sẽ như thế này. Các bạn có thể thấy. Thì đầu tiên các bạn sẽ đặt một đầu sợi dây lên ngón cái. Sau đó các bạn muốn thành hai vòng. Hai vòng như thế này. Sau đó bạn vẽ làm sao tạo thành một cái vòng ở giữa này. Sau đó bạn luồn sợi dây này vào phía dưới của cái lỗ này. Như thế này. Và tiếp theo các bạn cũng sẽ vòng đầu dây này ở phía dưới dây này. Thì các bạn sẽ được một cái nó như này. Rồi.
Sau đó các bạn quay ngược lại lòng bàn tay của các bạn làm tương tự giống bên kia. Rồi các bạn ngửa lại lòng bàn tay. Và các bạn bắt đầu các bạn cũng làm ở phía sau, làm phía dưới này. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ đan theo cái đường mà cái vòng này nó chỉ, làm sao cho nó song song đó, như thế này. Các bạn sẽ đan tiếp tục cho mình cho đến khi các bạn có 3 vòng. Ok. Giờ tiếp theo mình sẽ chỉ cho các bạn là nút khâu Ano 4 hoặc 4 cánh. Rồi. Thì đầu tiên các bạn tạo ra mình một cái vòng như thế này. Rồi bạn chờ một chút. Tạo ra một cái vòng như thế này. Đó. Sau đó các bạn để dây lên. Hay của bạn để phía dưới ở đây. Rồi, thì các bạn sẽ tạo ra được một cái hình như này. Bạn tạo ra hình cảnh này. Tiếp theo các bạn đang vào trong sợi dây.
Tiếp theo. Ok, đang phía dưới liền. Tiếp theo các bạn sẽ đan theo vòng. Đan theo vòng giống như hoa năm cánh hồi nãy. Thì bạn sẽ tạo ra được một cái một cái khâu anô bốn cánh. Hiểu nó thì có thể chia sẻ với mình. Cảm ơn đã xem. Bye bye.